Em chào các bác, em test bộ này để các bác nghe một chút xíu nhé. Cái chất âm của bộ này rất là hay luôn. Bộ này là gồm có cặp loa sạc pin Vega của Mỹ dòng 351 bass 40. Em đang ghép nó với con Omni Denon 2000 mắc đôi 2025 mã của Nhật Bản, điện 100V. Cấu hình này em sẽ dành cho anh em nào mà thích những cái dòng nhạc nó đòi hỏi cái tiếng bass nó mạnh, uy lực. Cấu hình đẹp. Cặp loa thì cao khoảng 1 mét, bề ngang khoảng 50, gần 50. Nó rất là to các bác nhé. Dòng này là dòng đầy đầu, do đó thì cái tiếng nó sẽ có phần nó vững chãi hơn. Vững chãi hơn do đó là dòng đời sau. Mà quan trọng là những cái tầm tiền của những cái cặp này thì full bộ này thì nó rất là hợp lý. Nó rất là hợp lý luôn. Ở cái bộ gọi là tầm hơn trung một chút. Đấy. Những cái bộ dàn tầm trung thì em đã phối cho các bác rất là nhiều. Đây là tầm hơn trung một tí, chưa phải hàng cao nhá các bác nhá. Hàng cao cấp hẳn, hàng xịn hẳn thì nó vài trăm triệu cơ. Còn cái cấu hình này thì quá chất luôn. Con Omni thì đẹp không tì vết. Các bác đang nhìn con Omni Denon 2000 mắc đôi nhá. Con này công suất nó là 250W tiêu thụ. Đấy, dòng này nó chạy hai biến thế nguồn độc lập. Do đó tiếng nó đánh rất là thích hợp cho những cái dòng đòi hỏi tiếng bass mạnh. Này, em quay cho các bác chi tiết cái cặp loa 351, cái màu vân gỗ nó rất là đẹp luôn. Màu vân gỗ nó có những cái vân, nó có những cái mắt của cây ấy, nhìn rất là chất. Quay đằng sau cho các bác xem. Đấy. Dòng 351 này thì nó khác dòng AT15 một chút. AT15 thì nó làm một lỗ thở. Còn ông này thì ông làm hai lỗ thở đằng sau. HED 315, 351. Đây, con này chạy 4-16 ohm. Công suất 250W, made in Japan, điện 100V. Dòng âm ly này thì cũng rất là to các bác nhé. Đây các bác nhìn hai lỗ thở nó đây. Cái này thì anh em nên chơi ở những cái phòng khoảng trên dưới 40m thì là đẹp. Đấy, nếu mà chơi nhỏ quá thì em sợ là nó sẽ không phát huy được hết chất bass của cái con này. À, nếu mà phòng nhỏ hơn thì theo em thì các bác có thể lấy những cái dòng loa nó nhỏ hơn, ví dụ như bass 30. Còn những cái không gian phòng nó to thì anh em chơi cái cặp này thì kê bày thì nó cũng sẽ hợp lý hơn. Và quan trọng là cái chất âm của nó sẽ phát huy được hết. Bởi vì cái tiếng của này nó rất là rộng, giải âm trung rồi cao của nó rất là bay tiếng. Bass thì nó rất là lực, nhưng mà lực được thì phải đòi hỏi cái không gian nó phải đủ lớn. Chứ nhiều khi nếu mà phòng nhỏ quá thì nghe có khi nó lại không phát huy được, mà nó lại phí về cái kinh tế các bác đầu tư. Đấy, bây giờ các bác nghe thử một đoạn nhạc của cái bộ này.